trong một cái dự án chiến dịch 3 tháng cuối năm ấy, thì tức là anh em cho hoàn thành đây là một chương trình rất là lớn và cũng rất là hay. Nhưng mà bọn em thực sự là thấy nó còn rất nhiều vấn đề mà em thấy băn khoăn và muốn được gặp anh trực tiếp để xin anh giải đáp cho mọi người được hiểu rõ hơn. Thì em cũng đại diện các anh em ở dưới dự án thì em lên để gặp anh để trao đổi với anh một số vấn đề ạ. Thì câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi anh là anh có thể cho em biết là cái mục tiêu cụ thể của ban lãnh đạo cũng như là của bản thân anh khi mà đưa ra cái chương trình này là gì không ạ? Cảm ơn. Thế thì bản thân anh cũng và bản thân anh và ban lãnh đạo cũng nhận thấy đây là một chương trình rất là lớn và nó là lớn nhất của Hungry Group trong năm 2019. Và anh cũng biết rằng là trong cái quá trình truyền thông thì ngay cả anh rồi các cái thành viên của ban lãnh đạo khác hoặc thậm chí là PMO thì hay là PM thì cũng chưa thể làm rõ nghĩa tất cả những cái vấn đề của chiến dịch này được. Và anh rất là vui khi mà bọn em thực sự quan tâm đến vấn đề này và bọn em cũng rất là thẳng thắn khi mà mong muốn được gặp anh để giải đáp. Và thông qua đó thì anh cũng nhìn nhận rằng mọi người rất là quan tâm đến cái chiến dịch này và đây là một những cái cơ sở anh cho rằng là rất là lớn để chúng ta có thể thành công được. Thế thì quay lại cái câu hỏi của em thì cái mục tiêu của cái chiến dịch này là gì? Thì em cũng biết rằng là Howie đang trên đường xây dựng một cái văn hóa đúng hết. Và anh cũng trao đổi sơ bộ về cái văn hóa đúng hẹn của Howie. Có thể với các cái tập đoàn khác thì người ta có rất là nhiều những khẩu hiệu, những cái văn hóa. Thế nhưng với Howie thì anh chọn là cái văn hóa đúng hẹn. Nó rất là phù hợp cho cái ngành nghề của anh tham gia. Thế thì cái chương trình này của anh dự tính là của anh xây dựng trong vòng 10 năm. Và năm 2019 là nó bắt đầu. Và cái chiến dịch cuối năm này là một cái chương trình để bọn anh chạy thử, để bọn anh rút kinh nghiệm và sau đó thì bắt đầu bọn anh xây dựng các cái chương trình cho hàng năm từ năm 2020 cho đến năm 2029. Thì đấy là cái mục tiêu chính của chương trình này. Một cái mục tiêu tiếp theo nữa là cái mục tiêu quản trị, đó là từ cái việc là anh có thể hoàn thành cái kế hoạch của 3 tháng cuối năm và từ đó đóng góp vào cái hoàn thành kế hoạch của cả năm của Howie ME. Và một cái mục tiêu cuối cùng là rất quan trọng, đó là mục tiêu văn hóa. Thì anh muốn xây dựng một cái văn hóa, đó là mình làm và mình nhận là tất cả đều theo kế hoạch. Mình làm cũng theo kế hoạch và mình nhận cũng theo kế hoạch. Và mình chỉ có thể nhận được theo kế hoạch khi mà mình hoàn thành nó. Đấy là cái nét văn hóa thứ nhất. Cái nét văn hóa thứ hai đó là công ty hoàn thành kế hoạch thì cá nhân hoàn thành kế hoạch cũng có ý nghĩa. Và cái nét văn hóa thứ ba đó là mình thay đổi cái cách thức làm việc của ban lãnh đạo với cả nhân viên trong cái cụ thể anh đã giải thích với cả em trong chương trình truyền thông và với dự án thì nó thay đổi như thế nào thì anh cũng giải thích cả em rồi. Tuy nhiên thì đây là một cái như anh vẫn nói lại là mình vận hành thử xem là nó có vấn đề gì không để anh rút kinh nghiệm để anh xây dựng một cái chương trình rất là lớn cho 9 năm còn lại và cụ thể nó sẽ bắt đầu vào năm 2020. Thì là nói chung mục tiêu rất là lớn đúng không anh? Thì nhưng mà trong cái nội dung truyền thông ấy thì em cũng thấy là cái năm nay ấy, thì cái mục tiêu của mình của Howie ME nó lên tới con số cũng phải 50 tỷ thì thực sự là khá là lớn. Em muốn hỏi về tiền thưởng. Vâng, vậy tiền thưởng là 50 tỷ thì cũng là lớn đấy, mà trong khi đó nói chung bây giờ tình hình kinh tế thì nó cũng đang và khó khăn ấy. Thì theo anh thì con số này nó có thực sự khả thi không? Một câu hỏi phải nói là nó không hẳn là nó chứa đựng cái băn khoăn của nhân viên đâu, mà anh cũng phải thừa nhận cả bọn em là chính trong ban lãnh đạo của bọn anh cũng có những sự tranh luận về vấn đề này. Tại vì các thành viên trong ban lãnh đạo thì cũng có trao đổi trong một cái tình hình kinh tế như thế này thì để chi ra 50 tỷ tiền thưởng cho riêng Howie ME vào cuối năm là một con số rất là lớn, và anh cũng thừa nhận với cả em là con số này thậm chí nó còn vượt qua cả cái lợi nhuận của Howie ME trong năm nay. Đấy, thế nhưng mà
Về quan điểm của Huawei thì em cũng biết rồi, có nghĩa là kinh doanh thì là có lúc này lúc kia, và cái chính sách cho nhân viên thì bọn anh cố gắng, bọn anh giữ vững được cái chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên, và làm sao đấy mà nếu mà trong những cái lúc mà kinh tế khó khăn thì thậm chí là lãnh đạo có thưởng cũng đã là vui rồi, bởi vì em biết là trong 50 tỷ này nó có cả thưởng của ba lãnh đạo đúng không? Thì lãnh đạo mà có thưởng mà cũng đã vui rồi, thì còn trong những lúc này thì anh nghĩ là cổ đông chắc cũng phải thông cảm và chia sẻ, vì những cái tình hình khó khăn như này mà nếu như mà không thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái bẫy con gà quả trứng, có nghĩa là cái nào quả trứng thì tốt hơn. Thì về quan điểm của anh thì đến lúc cuối cùng sau khi thảo luận cả ban lãnh đạo thì anh vẫn quyết định là anh giữ nguyên cái mức tiền thưởng như thế này để nhằm khích lệ anh em hoàn thành cái kế hoạch cuối năm, và thông qua đó thì là mình giải quyết được rất là nhiều vướng mắc của Huawei nói riêng cũng như là của Huawei Group nói chung. Thế thì em cũng rất là hy vọng là sau đấy bọn em cái con số đấy sẽ đạt được, và bọn em nói chung là Tết này sẽ vui. Thì em cũng xin hỏi anh câu hỏi nữa, đấy là trong cái buổi trao đổi ấy, thì em cũng đã cam kết với bọn em là bọn em chỉ cần lo hoàn thành sản lượng và xuất hóa đơn, còn cái vấn đề mà tiền về được bao nhiêu thì là ban lãnh đạo sẽ giải quyết. Thì bọn em sẽ cố gắng là hoàn thành cái việc của bọn em được nhiều nhất có thể. Thế nhưng mà nói chung là chủ đầu tư thì cũng có chủ đầu tư nọ chủ đầu kia đúng không anh? Thì bây giờ cái vấn đề là ví dụ như mà trong trường hợp mà tiền chủ đầu tư nó trả chậm, tiền nó không về được đúng cái dịp Tết đấy, thì anh có cái phương án để giải quyết như thế nào chưa? Và liệu là bọn em có bị nợ thực không? Ok, rất là hay. Anh nghĩ là những cái suy nghĩ của bọn em nó rất là đời thường, và thực sự anh rất là vui khi anh nhận được những câu hỏi nó mang tính chất nó rất là mộc mạc và trực diện như thế. Và anh không thấy vấn đề gì trong câu hỏi này cả, và thậm chí là anh còn thấy vui khi mà bọn em hỏi những câu hỏi như thế, chứ nó chứng tỏ là bọn em suy nghĩ mọi cái nó rất là thẳng thắn và trung thực. Thì về cái vấn đề mà em vừa hỏi thì anh cũng trao đổi với cả bọn em là như này đấy, như trong cái những cái việc mà cái bảng cân đối thu chi của anh truyền thông tới bọn em ấy, thì tổng anh em mình sẽ thu là 1.324 tỷ cho đến trước cuối năm đúng không? Và đấy là trong trường hợp mà bọn em hoàn thành trong kế hoạch. Và nếu như trong trường hợp mà tiền về thì anh cũng trao đổi các em là từ trước đến giờ mà anh em mình ghi nhận được cái hồ sơ ấy thì thường là ít khi chủ đầu tư nợ tiền, hoặc là nếu mà có nợ thì là cái thời gian không lâu, anh nghĩ nó chỉ khoảng tầm 3 tháng thôi, nó xung quanh khoảng tầm như thế. Thế thì anh cứ cho rằng là năm nay anh thu được khoảng tầm 80% cái số tiền đấy đi, thì như em biết nếu mà ở 80% thì đâu đó là dòng tiền của công ty nó sẽ bị âm được khoảng tầm 150 tỷ, tại vì 85% thì là mình sẽ âm là 100 tỷ đúng không? Thì và trong cái bảng cân đối thu chi đấy thì em cũng có thể nhìn thấy là mình nợ các công ty thành viên tới 300 tỷ, bao gồm có PD này, bao gồm Hải Đăng này, bao gồm IDC này, đấy là chúng ta có thể nợ như thế. Thế thì ý anh muốn giải thích với cả bọn em ở đây ấy, là bọn anh hoàn toàn có thể cân đối được, tại vì Huawei là nó là một tập đoàn và rất là nhiều các công ty hỗ trợ lẫn nhau, và trong những lúc mà em đi gặp khó khăn như này thì là các công ty thành viên sẵn sàng là chia sẻ những khó khăn như thế, và anh sẵn sàng anh thảo luận với cả các công ty thành viên để làm sao đấy là anh phải ưu tiên là phải sang cái trả thưởng cho bọn em, nhưng mà nói thật là thưởng là không thể nợ được. Và một cái nữa là anh cũng trao đổi cả bọn em ấy, là kể cả trong những trường hợp mà nó vẫn chưa đủ thì em cũng nhìn thấy là trong này có cả thưởng của ban lãnh đạo, và nếu trong trường hợp mà chưa đủ được tiền thì anh nghĩ là chắc sẽ phải ưu tiên cho cán bộ nhân viên trước, tại vì mọi người đã hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi, còn lại là ban lãnh đạo sẽ phải nỗ lực để tiếp tục thu tiền, và có thể là thưởng của ban lãnh đạo thì qua sau Tết lấy cũng được. Anh nghĩ cái vấn đề là chắc là không phải là cái vấn đề của anh quá lo lắng. Nếu mà thế thì bọn em rất là cảm ơn anh hy sinh tất cả vì nhân viên. Vâng, nhưng mà anh ơi, trong cái kế hoạch của công ty mình đề ra từ đầu năm ấy, thì em thấy là mình chỉ tức là đến hiện tại mình chỉ
chỉ được khoảng tầm 39%, và bây giờ chỉ còn khoảng 3 tháng, chưa đến 3 tháng nữa đúng không? Thì mình lại phải hoàn thành nốt được 45% kế hoạch của cả năm như thế. Thì bọn em thấy là nó khá là như kiểu yêu cầu bất khả thi ấy. Thì liệu là bản thân anh thấy nó có khả thi được không? Cho em, động lực của em quá phần nào. Thực ra thì anh cũng nói với cả bọn em là chắc chắn đây nó là một mục tiêu, nó không thiếu tính thử thách. Nó không thiếu tính thử thách. Ba quý đầu năm anh em mình hoàn thành 39% kế hoạch năm, và nếu mà trong nhiều mà quý 4 này của anh em mình được là 45% kế hoạch năm, và nếu mà tổng thì năm nay nếu hoàn thành kế hoạch quý 4 thì anh em mình sẽ hoàn thành là 84% kế hoạch năm. Em biết rất rõ cái việc đấy đúng không? Thế thì còn có 3 tháng thôi mà chúng ta phải hoàn thành được 45% kế hoạch thì anh cho rằng là chắc chắn rất thách thức. Nhưng em có thể suy luận từ Allen là cái dự án em phụ trách ra thì em có thể thấy là rất là nhiều dự án của chúng ta là chúng ta làm rất là nhiều rồi nhưng chúng ta không ghi nhận được sản lượng. Ví dụ như Allen là hiện nay em chưa làm xong đi và em chưa ghi nhận được sản lượng, còn em ghi nhận được cái rất là thấp. Ghi nhận thấp. Và cái trường hợp của em thì không thiếu, anh ví dụ như là Đôn Cấn cũng bị một thời gian như thế và đến bây giờ thì cũng ghi nhận rất là thấp. Condotel Hạ Long cũng bị như thế. Rồi Sina làm dự án điển hình là đến giờ là anh em mình chưa ghi nhận được một cái, mới ghi nhận là có 21 tỷ trên cái tổng số là một lên trên cái tổng giá trị hợp đồng là 500 tỷ. Cuối là anh em mình mới được 4% thôi. Cái đấy là của tháng 10 nhé, còn nếu mà đến tháng 9 anh em mình chưa ghi nhận được đồng nào. Thế thì vấn đề là rất là, và Sila thì đến bây giờ là anh em mình làm gần xong dự án rồi. Thì hầu hết tất cả các cái dự án của Hanwi MI hiện nay đang bị tình trạng là chúng ta làm rất là nhiều nhưng ta không ghi nhận được sản lượng. Mà cái không ghi nhận được sản lượng đấy thì đến nhiều từ cái việc là anh em mình không làm được EOQ và không ký được biên bản nghiệm thu nên nó mới tồn đọng lại như thế. Chỉ còn như anh đã giải thích với cả em rồi là cái mục tiêu, cái con số mục tiêu này là cái con số hoàn toàn dựa trên cái sản lượng sẵn có chứ không phải là những cái sản lượng bây giờ anh mình phải chờ đi ký hợp đồng về thì bắt đầu là mới ghi nhận, mà hoàn toàn là những cái sản lượng sẵn có rồi. Và Allen là một cái dự án rất là điển hình, em có thể nhìn thấy đúng không? Vâng. Anh Allen thì em làm thì em có thể lường trước được cái thử thách của bọn em, nhưng mà cái dự án Sina ấy thì em thấy như anh vừa nói là hợp đồng của mình tới 500 tỷ và mình được 21 tỷ. Thì cái con số còn lại của Sina rất là lớn, mà nó chắc cũng phải chiếm đến gần 27-30% của cái kế hoạch cuối năm này ấy. Thì liệu là anh cũng như là ban lãnh đạo đã có cái phương án cụ thể nào cho cái dự án này chưa? Rất là hay, có nghĩa là cái câu hỏi của em nó đã chứng tỏ một cái điều là một phần nào đấy anh đã gợi ra được cái văn hóa cho bọn em, đó là công ty đạt kế hoạch thì là cá nhân hoặc là cái bộ phận mình đạt kế hoạch nó có ý nghĩa. Và không phải em hỏi đâu mà anh cũng đã nghe tới anh Hà Hip, anh ấy có nói rằng là có thể là anh sẽ phải vào trong Sila để anh giúp Sila hoàn thành kế hoạch. Tại vì đúng như em nói, nếu mà với 27% kế hoạch có nghĩa là 462 tỷ trên 1689 tỷ thì đúng là Sila chiếm một trong số rất là lớn. Và không phải là anh Hà mà rất là nhiều người khác sẵn sàng giúp Sila để cho Sila hoàn thành kế hoạch, và thông qua đó thì đóng góp rất là nhiều vào cái việc hoàn thành kế hoạch chung của cả công ty trong chiến dịch 3 tháng cuối năm. Thế nhưng mà anh cũng nói cả bọn em là điều đó thì đúng như em nói là em làm thì em nắm được ở Allen, còn anh làm ở Sila thì anh cũng nắm được, và anh thấy con số này là một con số nó hoàn toàn có cơ sở. Vì đến bây giờ thì là cái biêu cưu thì mình đã ký được rồi, toàn bộ những phần thi công của mình thì là rất là tốt, mình thi công đúng tiến độ và thi công đạt được chất lượng, khách hàng rất là hài lòng về mình. Và ngay cả khi mà Sila người ta vào, người ta chuẩn bị cho quá trình bàn giao để về sau người ta vận hành thì người ta cũng rất là ít comment về cái chất lượng của Huawei. Và những cái tiêu chuẩn thi công của Huawei thì hiện nay là nó hoàn toàn có thể phù hợp với cả những cái tiêu chuẩn nghiệm thu của Sina. Thế nên đấy là một cái cơ sở rất là tốt. Và ngay trong tháng 10 này thì Sina có một cái mục tiêu hoàn thành, đó là 204
tỷ. Đấy, ngay trong tháng 10 này nhé, là đã chiếm tới khoảng tầm 40% mục tiêu của người ta rồi. Và trong tháng 11 thì mục tiêu của người ta là 181 tỷ. Và cái tháng 12 thì nó chỉ còn là 75, 76 tỷ thôi. Thế thì vấn đề là anh cho rằng là những cái của Silla là những cái mà cái mục tiêu của Silla hay là những cái kế hoạch cụ thể của Silla thì bọn anh có họp rất là kỹ và anh đánh giá tính khả thi của nó và bọn anh hoàn toàn tự tin vào dự án của Silla. Thế nên là vấn đề là còn lại là của các cái dự án ai hay là nói riêng là ai cũng thế. Bọn em cứ nỗ lực, bọn em cứ hoàn thành mục tiêu của mình và bọn em ghi nhận tất cả những cái doanh số mà bọn em làm ra được thì anh nghĩ là chắc là không phải là vấn đề quá lo lắng đâu. Silla rất là tự tin. Cảm ơn em. Anh nghe giải thích thì em thấy yên tâm hơn là để có thể là toán tâm toán ý cho năm em. Okay. Vì là nó còn liên quan đến cả công ty nữa nên là okay. Rất là muốn cố gắng anh ạ. Rất đó. Thì nhưng mà trong quá trình mà em làm việc ấy, thì bây giờ là đang dồn rất là nhiều việc, có rất nhiều những cái vướng mắc và những cái khó khăn ấy. Mà bọn em nói chung là cũng nhiều bộ phận đã đề xuất lên nhưng mà nhiều lúc nó cũng thời gian để giải đáp nó cũng khá là lâu. Thì hoặc là được giải quyết nhưng mà nó lại không người ta không giải quyết được, người ta không thông báo lại hoặc là được giải quyết nhưng nó chưa triệt để ấy ạ. Thì ý em nói là lãnh đạo cấp trên ấy. Vâng. Ý em nói là lãnh đạo cấp trên và các cái phòng ban ở công ty ấy. Dạ vâng. Đúng không? Có nghĩa khi em nhờ hỗ trợ thì là hoặc người ta lâu, vâng. Đúng không? Hoặc là người ta không hỗ trợ được nhưng người ta không thông báo lại cho bọn em. Có thể là quên hoặc là cũng vì lý do gì đấy nhưng mà đến bây giờ có rất nhiều trường hợp như thế ấy, thì bọn em cũng muốn là anh cho em cái cách nào đấy để bọn em có thể hoàn thành được công việc của mình đó. Ok. Thế thì như anh đã trao đổi với cả bọn em ở trong cái truyền thông về chiến dịch 3 tháng cuối năm ấy, thì nó có một cái phần đó là thay đổi cái cách làm việc của ban lãnh đạo và của cán bộ nhân viên, đúng không? Và trong cái phần đấy thì nó có một cái cách mà anh cho rằng là nó thay đổi rất là cơ bản. Đó là gì? Lãnh đạo thì phải làm mục tiêu cùng với cả cán bộ công nhân viên, phải lập kế hoạch cùng với cả cán bộ công nhân viên, phải họp với cả họp và theo dõi cái hoàn thành kế hoạch, cái hoàn thành công việc của cán bộ công nhân viên và giải quyết những cái vướng mắc một cách triệt để và mang cái kế hoạch đấy trao vào tay, mang cái kết quả mà mình đã giải quyết đấy trao tận tay cán bộ công nhân viên và sau đó thì được kiểm tra thưởng, đúng không? Thì đấy là về phần ban lãnh đạo. Nhưng về cái phần của nhân viên thì anh cho rằng là cái này mới là cái thay đổi cách nó 100, anh cho rằng nó 180 độ luôn. Với lại ngày xưa thì bọn em chờ là lãnh đạo ra mục tiêu và lãnh đạo push bọn em làm, lãnh đạo suốt ngày là thúc đốc rồi kiểm soát rồi thậm chí là có cả quát mắng về cái việc là bọn em không hoàn thành công việc, đúng không? Thế bây giờ nó sẽ thay đổi đi, bọn em đừng để cho người ta dùng bọn em nữa. Thay vì như thế bây giờ bọn em hãy chủ động. Bọn em chủ động từ cái cách là bọn em đặt mục tiêu, bọn em chủ động từ cái cách là bọn em trẻ nhỏ cái mục tiêu đấy thành các cái công việc từng phải làm hàng ngày và bọn em tìm mọi cách để bọn em đóng cái công việc đấy theo ngày, đừng để nó tồn đến ngày hôm sau nữa. Và trong cái quá trình mà làm như thế mà bọn em gặp những cái thiếu hụt về nguồn lực, bọn em gặp những cái khó khăn về khúc mắc mà bọn em không giải quyết được mà bọn em phải nhờ đến ban lãnh đạo để giải quyết, thì thay vì để cho người ta truy em thì hãy quay lại truy người ta nhé, truy tới cùng như thôi. Nếu mà trong trường hợp mà ông đấy cũng không giải quyết được thì lên cấp trên, mà thậm chí là lên đến cấp cao nhất là anh cũng vẫn phải giải, cũng vẫn phải tương tác, cũng vẫn phải cho anh biết là gì. Ok, bây giờ bọn em cần cái nguồn lực đấy, bọn em cần cái sự trợ giúp đấy để bọn em hoàn thành kế hoạch và bọn em truy cho đến khi nào bọn em cầm kết quả trong tay thì thôi nhé. Đừng bao giờ ngồi chờ. Tại vì khi em ngồi chờ đồng nghĩa cả việc là cái rủi ro về cái việc là hoàn thành kế hoạch là rất là cao đấy. Và khi không hoàn thành kế hoạch thì em cũng biết rồi, cả lãnh đạo hay là cả cán bộ nhân viên hay là cả cán bộ quản lý cũng không ai có lợi trong cái việc này cả. Và nên là cái thay đổi cách làm việc ở đây là như anh nói là nó thay đổi 180 độ, có nghĩa là nó đổi cái thế chủ động từ nhân viên từ lãnh đạo sang nhân viên, có nghĩa là mình sẽ chủ động với cả công việc của mình. Và thay vì để cho các ông ấy truy mình thì mình quay lại, mình đi truy ngược lại người ta.
Dạ, truy cho đến khi nào cầm được kết quả trong tay thì thôi. Nha. Thì đấy là làm cái cách để em giải quyết, và anh thì luôn sẵn sàng để giải quyết những cái việc khi mà bọn em có khi lãnh đạo trực tiếp của bọn em không giải quyết được vấn đề, thì anh luôn sẵn sàng cho cái việc là đón nhận những cái thông tin đấy để anh trực tiếp anh giải quyết giúp cho bọn em hoàn thành. Nha. Trong khi đó mọi người đã nỗ lực để đạt được kế hoạch rồi á, thì tức là những cái người mà mọi người đã bỏ công sức rất là nhiều thì sẽ cảm thấy khá là ngoài bất công thì nó hơi quá, nhưng rất là chắc là sẽ hụt hẫng rất là nhiều. Thì nếu công ty có cái phương án tính thưởng như nào không ấy? Thực ra thì em có thể nhìn thấy bọn em hoàn toàn có thể quyết định được cái công việc của mình trong trường hợp công ty hoàn thành 85% kế hoạch trở lên, đúng không? Vậy là từ 85% kế hoạch trở lên thì là bộ phận nào đạt là vẫn giữ nguyên được cái tiền thưởng của chúng ta là 2468 tháng lương, không kể tháng thứ 13, đúng không? Thế thì bây giờ bọn em chỉ bị mất kiểm soát khi mà cái kế hoạch, có nghĩa là khi công ty không đạt nổi 85% kế hoạch của 14 thôi. Em hỏi trong trường hợp như thế, đúng không? Thì nếu mà một cái trường hợp mà không quá tệ, khi mà từ nếu mà công ty đạt 75% cho đến 85% cái quý 1 thì ban điều hành nào đạt thì vẫn được là 1357 tháng lương, không kể tháng thứ 13. Để anh cho rằng là không quá tệ. Còn trường hợp nếu mà nhỏ hơn 75% thì đúng là trường hợp đấy anh cho rằng là bản thân công ty cũng đã rất là khó khăn rồi. Thế thì vấn đề ở đây anh quay lại cái việc anh trao đổi cái em lúc đầu, đó là mình phải làm sao để cho công ty nó hoàn thành kế hoạch thì mình hoàn thành kế hoạch nó có ý nghĩa. Nên ở đây anh muốn kêu gọi một cái tinh thần chung, không phải là bên em ấy là những cái ban điều hành đâu. Thế bây giờ nhé, QC cũng phải có trách nhiệm trong cái việc là ở giúp cho ban điều hành hoàn thành kế hoạch. An toàn lao động cũng phải tìm cách hỗ trợ và giúp đỡ làm sao đấy để chúng ta cùng hoàn thành kế hoạch. Hay là các phòng ban ở công ty khác cũng thế, từ TNC bảo hành, hay là thậm chí là vật tư, rồi kế toán, rồi tài chính, là tất cả mọi người đều phải chung tay và làm sao đấy để cho ban điều hành hoàn thành kế hoạch. Chứ còn bọn em là còn đỡ, chứ nếu mà giả sử như bây giờ ông QC là có thể ông ấy năm vừa rồi ông làm rất là tốt, nhưng vì là ban điều hành, vì tất cả các ban điều hành làm mà nó không giúp cho công ty hoàn thành kế hoạch thì ông QC cũng không có thưởng. Thì đấy là một vấn đề rất là lớn, và cái câu hỏi đấy của em là nó không chỉ là bọn em đâu mà bọn em cũng rất là băn khoăn. Và em biết là theo các bạn cân đối thu chi của anh đã giải thích cho bọn em ấy, thì khi mà công ty nhỏ hơn 75% kế hoạch là một cái mà phải nói là cái dòng tiền nó sẽ rất là ảnh hưởng. Nên là đấy là lý do mà tại sao tất cả chúng ta đều phải nỗ lực, và đấy là lý do tại sao mà anh vẫn phải quyết định chi ra một mức thưởng cuối năm nay là 50 tỷ cho riêng Hungry Happy, vì cái việc là chúng ta cùng nhau để làm sao chúng ta không để cái tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mà còn thấp nữa. Em có một số câu hỏi, còn hai câu hỏi trong đó này. Em cũng nêu lên hai trường hợp luôn đấy. Em đã hoàn thành cái dự án của bọn em, nhưng mà vì lý do khách quan ấy, mà cái dự án bị tạm ngưng, thì trong trường hợp khách quan bị tạm ngưng như thế thì sẽ tính thưởng như thế nào? Hoặc là có một số anh em họ cũng thắc mắc là ví dụ như là 8 tháng đầu năm thì họ làm dự án A xong, còn cuối năm thì họ lại làm dự án B, vậy thì cái cách chia thưởng cho họ như thế nào? À, ok. Đầu những câu hỏi bắt đầu chi tiết hơn. Ok, thế thì bây giờ là như này. Cái ý thứ nhất của em ấy là nếu như mà dự án bị dừng là đấy là yếu tố khách quan, và em cũng biết rằng là cái kế hoạch này thì anh đã loại trừ cái yếu tố khách quan rồi, và nếu trong trường hợp nó còn yếu tố khách quan nữa thì bọn em vẫn được loại trừ nhé, là bọn em vẫn được tính coi như là đấy là bọn em đã hoàn thành kế hoạch, tại vì đấy là yếu tố khách quan. Nhưng bọn em cũng hiểu là khi công ty nghĩ cho bọn em là như thế, nhưng toàn bộ cái rủi ro đấy là công ty phải chịu. Có nghĩa là những cái rủi ro về khách quan là luôn luôn tiềm ẩn. Thế thì vấn đề nó nằm ở chỗ là gì?
bọn em không chịu thì công ty phải chịu. Và nếu mà bọn công ty có muốn chia sẻ với cả mọi người hay không thì đấy là vấn đề. Thì về quan điểm của Hoàng Minh tại thời điểm này thì anh không chia sẻ những cái rủi ro khách quan cho cán bộ nhân viên, là toàn bộ những cái đấy là công ty sẽ phải chịu cái rủi ro đấy và bọn em được tính như là hoàn thành kế hoạch. Còn cái ý thứ hai của em là em hỏi là có thể là 6 tháng em làm dự án này và 6 tháng em làm dự án kia, thì cái tỷ lệ các mức thưởng này nó chia theo dự án. Ví dụ giả sử như là 6 tháng đầu em làm cho một dự án khác mà dự án đấy hoàn thành kế hoạch, ok, em được tính theo thưởng của cái dự án đó. Còn 6 tháng tiếp theo mà em làm ở Anlen mà Anlen không hoàn thành kế hoạch, anh ấy xin lỗi là chỉ nói đùa đấy, thì là ví dụ đó, thì là bọn em sẽ cái 6 tháng tiếp theo đấy là em sẽ tính theo cái thưởng của Anlen. Và bên CMB thì người ta có tất cả những cái dữ liệu người ta để người ta tính một cách rất là công bằng cho cán bộ, chứ bọn em không phải lo về việc đó. Ok, thì như vừa rồi em cũng đã những cái câu hỏi của anh em Dương Văn Hải, thì em muốn nên hỏi anh thì em đã được anh giải đáp rất là rõ ràng cụ thể, thì em cũng đã hiểu được, chắc là cũng hiểu được gần hết cái ý nghĩa của cái chương trình này. Và em sẽ về truyền thông lại với anh em và sẽ là tức là thúc đẩy mọi người cố gắng để đạt được cái kế hoạch của mình, để góp phần đạt được với công ty. Và hy vọng là năm nay là mọi người công ty sẽ vượt qua được cái giai đoạn này và anh em cũng vui vẻ đón Tết đi. Thế thì cho anh hỏi em một câu là thưa, có hay là ý thứ nhất là tất cả những cái câu trả lời của anh có làm cho em thỏa mãn không? Nếu em ngồi trao đổi trực tiếp với anh thì em thấy rất là ok, rất là đã hiểu rõ hơn rồi. Bản thân em cảm thấy thỏa mãn. Một cái ý thứ hai là nếu như suy ra từ Anlen, tại vì ở đây anh thì nhìn tổng thể, còn em thì chỉ nhìn dự án Anlen thôi. Thì nếu như suy ra từ Anlen và nếu như dự án nào cũng giống như Anlen thì em có một niềm tin về mình có thể hoàn thành cái chiến dịch này không? Em nghĩ là ở Anlen thì em đang có một cái niềm tin là em sẽ phải hoàn thành được kế hoạch. Thế nên là em nghĩ là khi mà em có niềm tin thì tất cả dự án khác mọi người sẽ cố gắng để hoàn thành, và phải có một cái niềm tin như thế. Em đang phấn đấu làm ngày đêm để có thể hoàn thiện được cái kế hoạch đã đặt ra. Cảm ơn các em. Có nghĩa là ý em là nếu có tất cả những cái dự án mà như Anlen thì là chúng ta sẽ hoàn thành điều chính thức. Dạ vâng. Ok. Rồi thì rất là cảm ơn em đã có một cái buổi trao đổi một cách rất là thẳng thắn. Thì những cái câu hỏi nào của em thì anh trả lời để em hiểu. Dạ vâng. Những cái câu hỏi nào của các bạn ở dự án thì em cũng về trao đổi lại với cả các bạn ấy tại dự án. Dạ vâng. Là những cái ý em đã trả lời. Và nếu mà trong trường hợp mà các bạn vẫn còn băn khoăn tiếp thì là có thể xin anh một cái buổi thảo luận trực tiếp. Dạ. Dự án nào cũng thế, anh lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ. Bọn em có thể đặt lịch với cả thư ký. Dạ. Sau đó thì là anh sẽ xuống tận dự án để nói chuyện cả bọn em. Dạ. Rồi, cố gắng nhé. Chúc bọn em thành công. Vâng, em đón anh ạ. Em sẽ cố gắng. Ok, nha. Dạ.